Thì đầu tiên á, là có Phật tử thì góp ý là sư giữ giới nghiêm quá và người sư lạnh quá thì mong cho sư nóng một tí xíu để cho gần gũi Phật tử. Thì xin thưa với quý vị như thế này nè, mỗi một người như sư nói chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác thì mới gọi là hoàn mỹ thôi. Còn ngay cả những vị A-la-hán thì cũng có cái gọi là những cái tiền khiên tật. Có nghĩa là những cái thói quen của quá khứ đó, nó sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như, Ngài Xá Lợi Phất là một vị đệ nhất về trí tuệ. Ngài là huynh cả của tăng đoàn. Nhưng mà, quý vị đâu có ngờ là Ngài Xá Lợi Phất lại có một cái thói quen là khi Ngài đi qua cái dũng nước thì thay vì người ta là người ta đi vòng, không, Ngài nhảy qua luôn. Ngài có thói quen đó, khi mà đi qua một cái dũng nước là Ngài nhảy qua luôn. Đức Phật nói là do Ngài 500 kiếp liên tục Ngài từng là một con khỉ, cho nên là Ngài có cái thói quen đó. Hoặc là một vị A-la-hán khác đó, thì Ngài lại có cái thói quen là Ngài nói rất là thô lỗ. Ví dụ như Ngài kêu thằng này thằng kia, hoặc là cái ông cố nội này, hoặc Ngài dùng những cái từ nói chung là đầu đường xó chợ đó. Thì những vị tỳ khưu mới phàn nàn, nói là sao không biết ông sư này ông nói năng gì đâu mà tục tằn quá. Thì Đức Phật mới nói đó, là do vị này 500 kiếp liên tục sống gần những cái dân mà chợ búa đó, cho nên là Ngài quen cái cách mà nói chuyện thô tục. Chứ bản thân Ngài đã chứng A-la-hán rồi, Ngài không hề có cái tâm sân, hoặc không hề có cái tâm làm hại ai hết. Thì những vị A-la-hán là như vậy đó, huống chi là phàm phu. Cho nên cái việc mà cái cách ứng xử của sư đó, thì nó một phần nó cũng ảnh hưởng đến từ những cái môi trường giáo dục từ nhỏ, rồi cái khuynh hướng tâm lý, và một cái phần quan trọng nữa là do cái tiền nghiệp quá khứ đó. Cho nên là bản thân sư cũng có những cái tiền khiên tật thôi, chứ nó không có cái gì mà nó hay ho hết. Và sư không có nghĩ cái đó là cái đáng để tự hào. Còn cái việc mà nói sư giữ giới thì sư rất là ngại, bởi vì đó sư không có giữ tròn 227 giới. Cho nên mà nói sư giữ giới thì sư không dám nhận, sư không dám nhận sư là người giữ giới. Thành ra đó, quý vị một tuần tới chùa một lần thì quý vị thấy sư như vậy nó khác. Còn nếu như mà giả sử mà có một cái tình huống nào đó mà quý vị ở chung với sư trong một cái phòng, trong một cái ngôi nhà mà chừng tháng, hai tháng là sư cũng quải lắm quý vị. Tại vì á, mình mất công mình diễn. Những cái lúc mình có một mình ấy, thì có khi là mình cũng dễ vui, chứ không phải là mình là một cái người nó hoàn mỹ như là bình thường mọi người vẫn thấy. Thực tế là như vậy. Giống như đó, người ta có câu nói là muốn kéo một cái cô diễn viên hoặc cái anh diễn viên mà minh tinh màng bạc á, kéo xuống để cho mình cảm thấy bình thường, cách tốt nhất là ở chung với họ, là tự nhiên là họ mình hết thành cái fan hâm mộ nổi, là thấy họ cũng bình thường như ai, thật sự như vậy. Cho nên tóm lại đó, cái việc mà giao tiếp nó là cái điểm yếu của sư. Và sư thì cũng như mọi người chú trọng cái thế mạnh và tránh cái thế yếu, cho nên ấy, sư chú trọng về cái mặt học pháp và hành pháp. Còn những cái việc như liên quan như là giao tiếp hoặc đại loại như vậy thì giao cho những người chuyên nghiệp họ làm. Và đương nhiên thì sư ghi nhận cái này, đó là một cái điểm yếu của sư.